Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin một vụ ngộ độc thực phẩm lớn từ bánh mì xảy ra ở Đồng Nai. Ngày 3 tháng 5, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam gần 500 người ngộ độc vì ăn bánh mì, Thủ tướng ra công điện, công an vào cuộc. Theo đó, có tới 487 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tính đến trưa ngày 3 tháng 5. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cho hay, báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Võ Thị Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết vụ ngộ độc bắt đầu xảy ra khi một số người nhập viện vào chiều ngày 30 tháng 4 với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng, đến sáng ngày 1 tháng 5, khoảng 30 đến 40 người khác nhập viện và số lượng này tăng thêm hơn 70 ca vào chiều cùng ngày. Theo VOA, tiệm bánh mì Băng đã được yêu cầu ngừng hoạt động vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 5. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tiệm bánh mì Băng có quy mô phục vụ trên 1.000 ổ bánh mì mỗi ngày. Tiệm này thuộc diện bán hàng nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên liệu thực phẩm do tiệm này tự chế biến, từ nguồn nguyên liệu tự mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến, theo báo Thanh Niên. VOA dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay, theo Sở Y tế Đồng Nai, cho đến nay chưa có trường hợp tử vong. Nhưng trong số 12 bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, có 2 ca tiên lượng rất nặng phải thở máy và kết hợp lọc máu. Ngoài ra, có 2 ca khác tiên lượng nặng. Các ca còn lại đang được theo dõi sát. Hơn 300 ca đang điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng tạm ổn, chưa có tình huống trở nặng xảy ra. Hình ảnh tiệm bánh mì Cô Băng, nơi gây ra vụ ngộ độc thực phẩm mới này. VOA cho biết vụ ngộ độc trên quy mô lớn đã khiến Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phải ra công văn hỏa tốc vào chiều ngày 2 tháng 5, yêu cầu các bệnh viện tăng cường nhân lực để điều trị kịp thời cho các nạn nhân. Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc và công khai kết quả kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Vẫn theo VOA, Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang hôm 3 tháng 5 cũng ký công điện yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm sau khi vụ ngộ độc quy mô lớn xảy ra ở Đồng Nai. Lãnh đạo Việt Nam yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, nghiên cứu, xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm. VOA cho biết thêm, theo thống kê, số vụ ngộ độc trên toàn quốc được ghi nhận trong năm 2023 là 125 vụ, làm trên 2.100 người bị ngộ độc và làm 28 người tử vong, có xu hướng gia tăng so với năm 2022, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Hình ảnh tiệm bánh mì Phượng tại Hội An từng gây ra vụ ngộ độc thực phẩm cho hơn 300 người, đa số là du khách. Trên thực tế, tuy Việt Nam có Cục An toàn thực phẩm, nhưng việc kiểm tra, giám định chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cực kỳ kém. Các cuộc kiểm tra vệ sinh thực phẩm thực chất chỉ là việc sách nhiễu, đòi hối lộ của các cơ sở kinh doanh. Dù làm tốt mà không có phong bì phong bao thì cũng bị phạt, bị đóng cửa. Dù làm bậy mà phong bì dày thì cán bộ cũng nhắm mắt cho qua. Các cơ quan chức năng không những không thực hiện tốt nhiệm vụ của họ mà còn trở thành nơi dung dưỡng cho những hành vi vi phạm pháp luật, coi thường mạng sống của người dân. Chính vì vậy, những năm qua đã liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, từ công nhân cho đến các trường học, công sở do không kiểm soát được chất lượng đầu vào của nguyên liệu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin một vụ ngộ độc thực phẩm lớn từ bánh mì xảy ra ở Đồng Nai. Trò chơi vương quyền ở Việt Nam đang tăng tốc. Ngày 3 tháng 5, VOA tiếng Việt có bài Trò chơi vương quyền, việc bãi nhiệm Vương Đình Huệ và chính trường Việt Nam trong con mắt quốc tế. Theo đó, sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người thứ ba trong tứ trụ Việt Nam phải từ chức giữa nhiệm kỳ chỉ trong hơn một năm, đang cho thấy sự khủng hoảng về người kế nhiệm lãnh đạo đảng và phản ánh sự leo thang đáng báo động của chủ nghĩa thân hữu, cũng như đấu đá nội bộ trong đảng, theo nhận định của giới quan sát và truyền thông quốc tế. VOA dẫn bài viết của nhà nghiên cứu cấp cao về Đông Nam Á tại Hội đồng quan hệ quốc tế Joshua Kolanchik trên trang web của Viện Nghiên cứu có trụ sở ở New York. Theo ông Joshua, trong nhiều năm nay, nền chính trị ưu tú của Việt Nam từng mờ ám khó hiểu đối với hầu hết người ngoài và dường như thống nhất trong một loại chế độ chuyên chế khá thành công. Về mặt duy trì sự cai trị độc tài, đồng thời đạt được sự phát triển kinh tế đã bị đảo lộn. Hình ảnh bài trên VOA.
Sự ổn định chính trị đó dường như đang sụp đổ khá nhanh chóng ở Việt Nam, theo ông Kolenzik. Ông nhận định chưa rõ liệu đây có phải là nỗ lực chống tham nhũng hiệu quả, hay là việc có quá nhiều lãnh đạo cao cấp nói chung tham nhũng đến mức các phe phái phải dùng chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ kẻ thù của mình. Đồng quan điểm, VOA dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Huỳnh Tâm Sáng thuộc quỹ Đài Loan Next Gen, đồng thời là giảng viên Đại học Quốc gia Việt Nam, cho rằng những vụ bê bối tham nhũng và những vụ từ chức theo sau chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi xét đến những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Thứ nhất, các quan chức đảng và nhà nước bị sa thải thường có quan hệ mật thiết với nạn tham nhũng và hành vi sai trái của cấp dưới. Thứ hai, những cuộc thanh trừng này có mối liên hệ mật thiết với chủ nghĩa thân hữu về kinh tế, một hệ thống trong đó có chính trị và kinh tế gắn bó với nhau, dẫn đến sự lạm dụng quyền lực của các quan chức đảng và chính phủ. Ông Sáng cho rằng bầu không khí chính trị của Việt Nam trở nên u ám hơn do sự sụp đổ gần đây của ông Thưởng và ông Huệ, và điều này đặt ra một câu hỏi không thể tránh khỏi: ai sẽ bị ném vào lò tiếp theo? Hình ảnh ông Vương Đình Huệ tại cuộc họp Quốc hội bãi nhiệm ông vào ngày 2 tháng 5. Theo ông Sáng, khủng hoảng lãnh đạo ở Việt Nam có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân gốc rễ có lẽ là nạn tham nhũng trắng trợn và xung đột phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản. Sự thống trị, thỏa hiệp, đồng thuận và thậm chí là cạnh tranh, tất cả đều diễn ra sau cánh cửa đóng kín, chắc chắn sẽ đặc biệt gay gắt vì cuộc đua giành các vị trí hàng đầu trước đại hội đảng tiếp theo vào đầu năm 2026 đã bắt đầu. VOA dẫn một bài viết trên X của giáo sư Alexander Vuvin thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Daniel K. Inouye, cho rằng trò chơi vương quyền của Việt Nam đang tăng tốc. Còn theo nhà nghiên cứu Kolenzik, sự sụp đổ của ông Huệ càng làm phức tạp thêm cơ cấu quyền lực trong tương lai của chính trường Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đương nhiệm của Đảng, đã củng cố được quyền lực lớn, vô hiệu hóa phần lớn phong cách lãnh đạo theo kiểu đồng thuận trước đây. Nhưng ông đã lớn tuổi và thường trông yếu ớt khi xuất hiện trước công chúng, ông Kolenzik nhận định. Vẫn theo nhà nghiên cứu Kolenzik, Việt Nam từng là bậc thầy trong việc lập kế hoạch chuyển giao lãnh đạo, thì giờ đây dường như đã không có kế hoạch rõ ràng sau khi ông Trọng ra đi. VOA cho biết, ông Nguyễn Khắc Giang, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS Yusof Ishak của Singapore, nhận định với truyền thông quốc tế rằng sự sụp đổ của ông Huệ sẽ chỉ làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng người kế nhiệm ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Trò chơi vương quyền ở Việt Nam đang tăng tốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d